phải Liêm đây không? Liêm đây chứ còn ai? À. Phải Sơn không? À, Sơn chứ còn ai nữa? Trời ơi, Sơn mà tưởng phù thủy xuất hiện. Bậy đi. Gì kỳ cục quá vậy? Giờ mua đen giờ bên đây ăn bận gì không à? À vậy hả? À, còn à. Anh đi đâu đây? Việt Nam mới vừa qua tới hả? Mới xuống sân bay tức thời. Mới xuống sân bay tức thời. Qua đây bằng viện gì vậy? Qua đây bằng viện HO hả? Trời ơi, tôi đâu có viện đó. Chứ qua bằng viện ODB hả? Trời ơi, lại càng không có nữa. Vậy chứ, à biết rồi. Viện. Chắc anh qua đây bằng viện FNC phải không? Trời ơi, bà nào lãnh chứ vậy? Vui mừng vậy được. Trời ơi, cái viện tôi là viện đặc biệt. Viện đặc biệt hả? Trời ơi, tôi không phải qua theo cái viện tầm thường đâu. Vậy qua theo viện gì? Qua theo cái viện tầm 7. Không phải tầm cỡ đàng hoàng. Nè, thấy không? Thấy ra đi 747 không? À. Tôi đi chiếc trực thăng bay lớn đó. Ôi trời mà. Bay từ Việt Nam qua luôn đó. Trời ơi, vượt Thái Bình Dương luôn. Vậy chứ qua đây bằng viện gì vậy? Tôi qua theo viện DX. Hả? DX. DX là viện gì? Trời ơi, vậy cũng nói ở Mỹ 345. Trời ơi, vậy không biết viện DX là viện gì hả? Đâu biết viện gì đâu. Trời ơi, viện du học đó. Du học. Du học hả? Là chữ D, là chữ H đó hả? Ừ. Trời ơi, thì du học rồi nói đại du học đi. Mày đặt DX rồi nói cho nó mỏi nữa. Nói vậy nghe mới xôm trò chứ. Ê, nhưng mà qua đây học ngành gì vậy? Trời, nói phải khoe với anh nha. Sao? Tôi theo học về ngành điện ảnh. Điện ảnh hả? Ừ, dữ dội mà. Tôi nhớ hồi xưa ở Việt Nam anh đâu biết diễn, đâu biết đóng phim gì đâu mà sao giờ qua học điện ảnh hay quá vậy? Trời ơi, cách đây 3-4 năm rồi. Anh không biết hả? Tôi mới vừa đóng bộ phim mới tức thời đây nè. Mới tức thời đây nổi tiếng luôn. Vậy hả? Ừ, anh biết tôi đóng phim gì không? Bộ phim tên gì vậy? Anh có biết coi phim Xác Chết Trên Cao Nguyên không? Phim Xác Chết Trên Cao Nguyên hả? Ừ. Cái phim đó tôi không có coi nhưng mà tôi nghe nói là phim đó hay lắm á. Trời ơi, dữ dội lắm đó. Tôi đóng vai chánh trong phim đó đó. Vai chánh trong phim đó hả? Anh biết phim Xác Chết Trên Cao Nguyên rồi vậy? Biết biết. Biết tôi đóng vai gì không? Vai gì? Vai xác chết. Vai xác chết cũng khoe nữa. Trời đất ơi, anh bộ tưởng dễ đóng vai xác chết lắm hả? Chứ sao khó? Trời ơi, xác chết phải chọn tôi đóng đàng hoàng mới ra cái vai này đó. Sao vậy? Mà anh biết đâu phải xác chết bình thường đâu. Chứ chết sao? Chết đói. Mới có tôi vậy chứ. Chết đói nó ôm nhôm ôm nhách đó hả? Ừ. Đó, bây giờ nhà tôi đóng bộ phim đó đó. À. Cái bên này mới thấy vậy mới bảo trợ tôi qua đây du học. Trời ơi, bên này bảo trợ anh qua học điện ảnh. Ừ. Ê, mà bên này hội nào bảo trợ anh qua đây học điện ảnh vậy? Biết hội nào không? Hội nào vậy? Hội May Production. Hồi May Production bảo lãnh anh qua. Dữ dội mà. Ngon lành gì đó. Ừ. À, nhưng mà May Production làm sao biết anh mà bảo lãnh anh từ Việt Nam qua đây vậy? Trời ơi, không những mới biết đây đâu mà biết 30-40 năm nay rồi. Biết 30-40 năm rồi. Chứ sao? Ngon lành gì đó. Trời ơi, anh biết May Production đó. À. Giám đốc của trung tâm đó, đó. À. Là cái gì của tôi không? Là gì vậy? Là ba ruột của tôi. Ừ. Mới. À, vậy là qua đây bằng viện bảo lãnh hả? Ừ, bảo lãnh. Trời ơi, thì qua bảo lãnh thì nói đại bảo lãnh đi, bày đặt nó đi diễn DX rồi nữa. Nói vậy anh nghe mới hết hồn. À. Còn anh sao? Tôi hả? Thì sao nay ăn mặc gì kỳ cục vậy? Trời ơi, trời anh không biết đâu. Ừ. Anh biết tôi qua đây 3-4 năm thôi. Ừ. Nhưng mà bây giờ nè, tôi giới thiệu cho anh biết nè. Ừ. Tôi đang hiện tại tôi đang là một siêu sao của nền ca nhạc hải ngoại Việt Nam. Siêu sao ca nhạc hải ngoại Việt Nam? Ừ. Trời ơi, anh nói sao tôi tin anh ơi. Hồi trưa tôi nhớ anh ở Việt Nam anh đạp xích lô mà. Vụ nó xưa rồi, bỏ đi. Ừ, qua đây giờ khác rồi. Ừ. Anh nhìn tôi ăn bận gì anh không có hình dung ra một cái nhân vật nào hả? Hình dung ra hả? Ừ. À, nhớ rồi. Phải nhớ chứ. Nhìn là nhớ liền. Ừ. Không phải riêng ở đây mà ở Việt Nam người ta cũng biết nữa. Khắp thế giới mà. Ừ, ừ. Nhìn anh là nhớ liền. Nhớ ai? Biết giống ai không? Giống ai? Giống mấy anh Khiên Hòm á. Ừ. À, có mấy cái sợ đó là giống như trang. Thằng bậy hoài không phải. Ừ. Giống Michael Jackson. Ừ, anh mà giống Michael Jackson. Ừ. Nên nói tầm bậy bạ của người ta nổi tiếng thế giới mà anh làm sao mà anh bằng ta được. Trời ơi, tôi nói này không phải là tôi bây giờ là Michael Jackson Việt Nam đó cho anh biết. Vậy hả? Sở dĩ mà tôi được cái siêu sao ca nhạc hải ngoại Việt Nam á. Ừ. Là tôi tất cả là nhờ Michael Jackson đó. Dữ dội vậy đó. Chứ sao? Vậy là anh có quan hệ với lại Michael Jackson? Quan hệ mật thiết lắm. Mật thiết luôn? Mật thiết lắm. Là quan hệ sao? Tôi với Michael Jackson biết quan hệ sao không? Sao? Tôi với lại Michael Jackson đó là người dưng. Trời ơi, người dân cũng nói nữa. Không, nhưng mà tại vì nhờ Michael Jackson tôi mới được ngày hôm nay đó. Nhưng mà không tin anh ơi. Không. Giờ làm thử vài cái thử coi. Bây giờ anh muốn thử tài của tôi phải không? Không tin đó. Được nè, bắt đầu nhạc lên tôi thử cho anh coi nè. Không, làm thử coi. Sao? Trời ơi, mới 3-4 năm đạp xích lô giờ qua đây nhảy quá trời quá đất. Sao, ngon lành. Nhưng mà nói anh nghe anh đừng buồn. Sao sao? Anh nhảy giống mấy thằng đau bại mới tập đi quá. Tại vì chân cực hiệu vậy. Anh không biết đâu, tại vì cái kiểu Michael Jackson nhảy giống vậy đó. Thôi nơi ai nhảy kỳ cục như anh vậy anh ơi. À? Bây giờ anh nói tôi không tin đâu. Thôi đừng nói bậy bạ nữa mà. Bây giờ chứ làm sao cho anh mới tin đây. Bây giờ muốn cho tôi tin phải không? Ừ. Bây giờ tôi với anh thi nhau nè. Thi gì? Bây giờ mình thi, bây giờ anh nói anh là siêu sao ca nhạc. Ừ. Bây giờ tôi thi ca nhạc với anh. Thi ca nhạc với tôi. Dĩ nhiên. Trời ơi, ngon lành trúng tủ. À, nhưng mà thi không phải bình thường nha. Giờ muốn thi sao? Thi đàng hoàng. Thi sao? Liên khúc.
Liên khúc. Ừ. Liên khúc có nghĩa là sao? Tức là tôi khúc, anh khúc, nhập lại là liên khúc. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là anh hát khúc, tôi hát khúc. Ừ. Hai thằng nhập lại thành nguyên khúc. Thành liên khúc. À, thành một liên khúc. Ừ. Rồi dễ chơi luôn. Phải liên khúc bình thường. Chứ sao? Liên khúc của tôi được mang tựa đề là liên khúc chiều mưa. Liên khúc chiều mưa. Ừ. Có nghĩa là sao? Tức là hát bất cứ cái khúc nào cũng phải có chữ mưa. À. Không có cái chữ mưa là anh thua. À, có nghĩa là hát bài nào hát, hát khúc nào hát. Ừ. Miễn sao nó có cái chữ mưa nó là được rồi, phải không? Đúng vậy. Hiểu rồi, bắt đầu là chơi anh nè. Nhưng mà nói anh nghe nè, bây giờ mình hát bình thường vậy không hay. Bây giờ tôi với anh cá độ nhau cho tăng thêm phần sôi nổi và hấp dẫn. Sao? Việt Nam mới qua mày đặt đen đỏ, đỏ đen đi. Đen đỏ gì, cái này là tôi ăn ở theo đúng sách vở Thánh Hiền nha. Cái gì cờ bạc có vụ Thánh Hiền này nữa. Ừ, anh không nghe sách vở Thánh Hiền ta dạy sao? Dạy sao? Làm trai cho đáng nên trai. À. Đi đâu cũng phải có bộ bài lận lưng. Bài đúng, đúng, đúng sách vở mà. Bài không à. Bây giờ được đâu, cá độ đàng hoàng. Ừ. Bây giờ người nào thua người đó bao người kia ăn chầu. Một chầu. À, ha, chầu ăn sáng nha. Rồi ngon lành. Bây giờ bắt đầu liên khúc một chiều mưa. Bắt đầu. Ngon lành. Bắt đầu mày tới rồi, mày tới rồi, thấy không? Thấy mày không? Bắt đầu mày chuẩn bị đi cho nút nè. Điểm cho nút mà, để có ướt hết nha. Mượt, mượt. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Trời tới anh. Cùng ngủ vậy? Ờ, mưa lâm đâm mà. Ờ, mưa lâm đâm đâu nhầm gì? Mưa lớn nè, mưa lớn nè. Đâu, mưa lớn sao? Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn gì tình đời, mưa sầu gì lòng người. Duyên kiếp không lâu. Tới anh. Tới tôi hả? Ờ, mưa anh mưa trong rừng. Ăn tôi vậy, mưa tuôn ra tới ngoài thành phố luôn nè. Dữ dội vậy hả? mưa ơi thôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng. Mưa gieo sầu nhiên ai buồn ơi đến bao giờ. Tôi hả? Tôi hả? Chuyện tình tôi kể, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện tình tôi kể, cách đây đã ba mùa mưa. Đã ba mùa mưa là nghe tới anh đi. Trời ơi, mưa ba mùa là anh mất tiêu rồi. Trời ơi, mưa tôi mới tức thời nè. Tức thời hả? Làm coi. Mùa mưa lần này bay hay hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Chế chế, Mỹ sao có mưa tao chơi đâu, hát nhạc chế, hát nhạc thiệt đi. Bây giờ không chịu chế phải không? Chịu chế thiệt. Rồi, giờ hát thiệt luôn. Cũng lần trước nè. À, lần trước đàng hoàng đó. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi. Tình xưa bàn cũ gặp nhau đêm ấy. Mưa rơi đổ mồ hôi rồi trời. Tách cà phê âm môi. Mình ngồi ôm lại những phút vui trôi qua mất rồi. Tới anh. Tôi á, anh mưa tầm thường lắm, mưa tôi mới, mưa tức thì nè. Mưa tức bóng còn luôn, nghe nè. Hát đi. Trời mưa bóng bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ba. Bây giờ cái này ca dao chứ đâu phải bài hát. Ca dao biết sao có mưa đâu cháu. Không được anh ơi, anh hát ca dao cho bài hát được, bài hát nghe bài hát, bài hát nghe bài hát nè. Thà như giọt mưa đến chơi tường đá, không có mưa đi cả. Thà như giọt mưa rớt trên tường đá, rớt mưa tường học mà. Thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không? Có còn hơn không? Có mưa. Má, sao anh đi? Có mưa rồi. Mưa anh mưa từ giọt mà đó. Nhưng mà mưa đá, mưa đá đó. Tới tôi nè. À, mày đen kéo về, kéo về. Ngon, ngon, ngon. Không. Không, 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 thua, 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 thua. Không, không, thua. Tại sao tôi đen anh lên đường. Chiều hôm nay mưa nhiều lắm. Trời ơi, có mưa nữa trời. Mưa thấm ướt dài gầy. Mưa giá buốt con tim. Mình cầm tay nhau. Chưa nói hết một câu. Thôi tạm biệt anh nhé. Tiếng còi đã ngân dài. Trời mưa ướt dẹp người hết trơn luôn. Thôi anh. Mưa anh là mưa ướt ở ngoài, nó bao nhầm gì. Mưa tôi ướt ở trong lòng luôn nè, nghe nè. Ướt trong lòng. Mưa ơi, mưa ơi, kìa kêu quay.
còn nhớ tôi không? Tay anh ăn á, vừa đó. Ê, tự ơi, tự nhiên thì không vậy? Mày ơi, sao còn hờ hững không quay về đây? Bạn này không có mưa, bạn này không có mưa. Sao còn lơ lửng treo trên từng cây? Bạn này mấy lang thang mà không có mưa, không có mưa. Sao còn hờ hững không đến một giây? Không có mưa mà tôi nói mà. Hay là mày nghĩ đến ai nào đây? Không có mưa, bốn câu đều có mưa, thua. Mưa nè, mưa nè. Đợi tôi nha, tôi vô nhà rồi hái trời mưa. Ăn gian được, ăn gian được không được. Nó nhặt chế nó kỳ vậy. Thua. Chế miễn sao có mưa thôi chứ. Ê, thua rồi không được. Ê, giao rồi. Bây giờ thua anh 1-0 đó. À, giờ gỡ nè. Muốn gỡ giờ không thèm hát rumba nữa, hát chậm chạp mệt lắm. Ê, nhưng giờ cái chuyển gì? Qua cái nhạc hợp với bên anh bên đây. Nhạc gì? Tài nghệ anh sao? Nhạc sao? Giờ hát liên khúc disco new way. Liên khúc disco new way hả? Trúng tủ phải không? Chơi chấp anh luôn nè. Chấp là sao? Có nghĩa là anh hát nhạc disco new way phải không? Ừ. Chắc anh hát toàn tiếng Việt không? Còn tôi là tôi hát toàn là tiếng ngoại quốc không? Ê, cái này anh nói không ai ép buộc về anh nha. À, ngon lành mà tự nguyện anh hát tiếng ngoại quốc không phải không? À. Có lỗi tiếng Việt là thua phải không? Chứ sao? Rồi, liên khúc This Way, New Way, bắt đầu! Chiều chiều vô chiều của chiều qua vậy chu nhật buồn vô rồi nằm trên căn gác đều hiu nó mà dữ dội ôi tiếng hát xa đưa của một buổi chiều trời mưa giang diêu ô hay mình vẫn cô liêu tới anh tới tôi hay tới tôi hả tới anh á cho anh coi nè tiếng nước ngoài nha yêu à yêu à ê yêu à yêu à ê cũng có được không yêu à yêu à ê yêu à yêu à ê mê xê mê đê mê bó xôi cái gì đê xê mê bê mê bó xôi á tới anh đi nước ngoài nghe nào quá vậy có tôi hả đi nước ngoài hả đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn hết đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang yêu ai cũng bé bàng thà rằng đừng có yêu tới anh cái tôi hả có bây giờ biết chưa biết rồi bà ha ma tôi chặt bà ha bà ma ma bà ha bà ma bà ha bà ma bà ha bà ma ma chị má ba ma ha ma ba ha ba ma thì anh ba má còn ăn gian quá nhưng mà bắt được vậy đó thôi em đừng khóc nữa làm gì hết bài vậy trời hết hơi là trời chuyện tình mình như là chén cơm thiêu thôi em đừng nói đừng nói nữa giọt lệ sâu cơm thiêu rồi thì để ăn mì tới anh của tôi hả biết chưa có rồi là gì American sell xôi bắp xôi American thua American sell xôi bắp xôi thua vậy là thua rồi sao thua sao thua trời anh mới giao cái tôi anh ca mà có tiếng Việt Nam vô là anh thua anh mới ca có tiếng Việt Nam cái gì còn có xôi bắp xôi trong đó xôi bắp xôi đúng xôi nhưng mà đó là cái bài mới nhất của 1993 đó 93 làm gì có bài có tiếng Việt trong đó có xong có tại anh không biết á lúc này kinh tế Mỹ đau lắm thành ra có mấy người Mỹ thất nghiệp á nó ra ngoài trước cửa Phước Lộc Thọ nó bán xôi bắp xôi nhưng mà người Việt Nam mình rao xôi bắp thì khác Việt Nam mình rao là ai xôi bắp không đúng rồi còn Mỹ rao có nhạc rồi mới ngon lành chứ nó rao là em American sell xôi bắp xôi có nghĩa là tôi là người Mỹ bán xôi bắp xôi đó mà nhạc rồi vô ngon lành lắm nghe nè American sell xôi bắp xôi thôi vậy là anh thua rồi bây giờ chơi anh với được rồi một điều một điều phải không giờ thi loại khác thôi không có thi nữa hả
Không, cái trường sắp đóng đâu. Đóng. Thôi mấy về nhà thi tiếp. Về nhà, nhưng mà giờ nói nghe nè, giờ trước khi về hai anh em mình hát bài song ca cho sơm tụ lên, đồng thời rút ngắn đoạn đường, đồng ý không? Ca bài song ca đó. Làm luôn nè, vô nhau. Ngồi lớn đi em ơi. Cùng chúc ba con sang giàu cả luôn hạnh phúc, cùng chúc chị em cả bà càng luôn đẹp xinh, xin chúc mọi người luôn may mắn, luôn nở nụ cười trên môi thắm. Tiếc ta yêu đời, tiếc ta yêu người Hàn Quốc tuyệt vời. Tiếc ta yêu đời, tiếc ta yêu người Hàn Quốc tuyệt vời. Tiếc ta yêu đời, tiếc ta yêu người bao năm qua khổ công ta dồi trao à, ước mong sao có được một ngày bán hổ để tên rạng danh tông tổ. Giờ đã tới khi khoa cử, lòng sương vui khăn gói ta lên kinh, quyết phen này danh đề không uống công cha mẹ trông mong. Trời đất ơi Sơn, Sơn cầu muối Linh cầu kho. Trời ơi lâu ngày quá mới gặp cho chưa chết anh Sơn ơi. Bởi vậy tưởng anh chết rồi chết. Ê nhưng mà sao lúc này sao ôm nhôm ôm nhách vậy? Đừng nhắc. Sao ạ? Tại vì yêu nó ôm. Trời ơi ngu quá trời quá đất đi ông nội ơi. Tại sao ngu? Yêu chi vậy không biết nữa. Không nghe ông bà xưa mình nói hả? Nói sao? Ông bà xưa của mình nói là yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà lại được ăn được yêu, được yêu. Nhưng làm người phải biết chữ yêu, không yêu cũng giống như diều đứt dây. Người có yêu như cây có trái, người không yêu như mái hết xăng. Chứ mái hết xăng thì nó lăn còng cọc cọc. Người không yêu tuyệt nọc tông đường. Bởi vậy cho nên tôi yêu. Vậy đó, vậy tôi mới yêu chứ ngu gì yêu. Đồng ý với anh là không yêu là tuyệt nọc tông đường. Ừ. Mà anh không nghe người ta nói hả? Nói sao? Ta nói yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Ừ. Anh cứ yêu anh ôm riết đi. Anh đứt bóng anh vợ. Ừ, chứ tại sao anh không nghe cái câu yêu là lỡ khổ, không yêu lỗ chị? Thôi, bỏ qua vụ yêu anh quan bên đi. Ừ. Giờ nghe hỏi thăm chút xíu nè. Ừ, hỏi đi, hỏi đi. Ê, lâu ngày mới gặp cô Tri, anh cho tôi hỏi có gì đổi thay? Ừ. Anh hỏi thì tôi phân bài, lâu dài tôi cũng ăn mài mẹ cha. Mặc cho thiên hạ có dèm pha, riêng tôi vẫn cứ dinh da như thuở nào. Có nghĩa là giờ anh cũng ở trên răng, ở dưới... Dép dép. Ờ, dưới dép, dưới dép. Bị anh biết làm sao không? Sao, tôi sao? Nói cái câu đó bị gì, cái nào tôi cảm thấy tôi tháo được tôi đưa lên trên Las Vegas tôi thả hết trển. Còn cái nào tôi không tháo được tôi giữ lại, cái nào mà nó dính trong người giữ lại. Hay hay hay, giỏi giỏi. Chứ sẵn đây tôi hỏi lại anh, công danh sự nghiệp đã thành hay chưa? Anh hỏi thì tôi xin thưa rằng nay sự nghiệp cũng như xưa, dư không dư, thiếu không thiếu, mà nó cũng đông đưa như thuở nào. Tốt, cũng còn đông đưa được là tốt. Chứ nằm một chỗ là thí mụ nội. Có đâu, còn ngon lành lắm. Vậy hả? Ừ. Thôi giờ sẵn đây tôi hỏi nè, anh nay đi đâu ạ? Tôi hả? Ừ. Tôi đi thi. Đi thi hả? Ừ. Ủa mà thi cái gì vậy? Thi thơ. Thi thơ. Tàu ơi, tôi lên kinh tôi ứng thí á, tôi thi thơ không ạ? Lên kinh ứng thí đi thi thơ hả? Ừ.
ngon lành quá hen. Ừ. Còn anh đi đâu đây? Trời ơi, thấy ăn mặc đẹp đẽ gì không biết đi đâu mà. Ừ ha. Ê, biết là biết à. Đi đâu? Đi ăn đám cung đình. À. Bay tầm bà không mà. Sao mà bay? Ăn đám cung đình đem này theo chi vậy? Trời ơi, đem này lát hồi đùm sâu đùm chuối về. Có đâu thôi. Không có hả? Làm như mặt tôi ham ăn lắm vậy. Nó xin lỗi anh nè, không phải đám nào cũng ăn đâu anh. Đám nào mà mời mình đi ăn. Ừ. Còn cái đám nào không mời á, không bao giờ tôi tới cho cái trời á. Ừ. À, đó, có tới cũng đi tới đi lui coi nó có kêu mình vô không. Ừ. Nó mới kêu mình vô mình mới vô ăn, còn nó không kêu mình vô đâu thèm vô. À. Thế là anh còn khôn. Nó không kêu mà vào, bước vào nó đập bỏ bu. Trời ơi, không kêu mà dám vô không? Nhưng mà tôi nhìn trên cái mặt anh là thấy nguyên cái chữ ăn. À. Thiệt rõ ràng nguyên cái chữ thực ở trên mặt anh. Kệ cha tôi anh ơi. Trời ơi, thôi giờ tôi nói nghe nè, giờ anh lên kinh anh thi phải không? Bây giờ khoan đi thi cái đã. Giờ sẵn anh em mình gặp mặt ở đây rồi. Đó, bây giờ anh trước khi đi thi á, anh cứ tưởng tượng tôi giống như là thầy của anh đi. Trời đất ơi, tôi hỏi anh đi đâu đây mà anh làm thầy tôi? Tôi đi thi. Trời ơi, chữ anh gói chưa đầy 3 cái lá mít mày đặt đi thi. Thôi về đi. Trời đất ơi, cái tướng tôi gì mà gói chưa đầy 3 cái lá mít. Ừ. Cái tướng anh vậy chắc gói đầy 3 cái lá me quá. Trời ơi, xin lỗi anh, cái tướng tôi ốm yếu vậy dễ đậu hơn anh nặng nó dễ rớt à. Tầm bậy tầm bạ không à. Nè, nói giỡn chơi vậy chứ bây giờ không, bây giờ muốn đi thi phải không? Ừ. Giờ hai anh em mình thi với nhau trước đi. Thi với nhau. Tôi mà ra cái đề tài này mà anh mà trả lời được á thì anh mới nên tiếp tục anh lên đường lên kinh anh ứng thí. À. Còn nếu mà anh trả lời không được á, coi như về nhà ngủ với má đi. Vậy ha. À. Chơi không? Không lỡ làm luôn đi. Rồi ha. Rồi. Nghe không? Tôi ra đề cho anh trả lời tôi nghe không? Hỏi. Nghe nè. Chứ anh tự hào là anh ăn học đã cao. Có lầu 8 thôi chứ cũng không cao gì mấy. Nghe tiếp nè. Chứ chị dâu của anh mà té xuống giếng. Chứ chị dâu của anh mà té giếng, anh nắm cái chỗ nào anh kéo lên. Ngon trả lời. Hỏi gì đọc đĩa vậy cháu? Chứ trong cơn nghĩ ngợi gần xa. Chứ chị dâu mà té duyên miệng là ơi ơi. Chứ năm đầu thì sợ tội với trời. Hai tay tôi bờ Hai tay tôi bờ. Bờ cái gì, bờ cái gì? Bờ gì, từ từ kiếm chỗ bờ. Bờ tầm bậy ông anh tôi quýnh tôi trào máu. Năm đầu thì sợ tội với trời, chứ bờ ngay khúc giữa thì sợ lời thế gian. Chứ thôi thì tôi chạy tôi kiếm cái thang, chứ thòng xuống cứu chị kẻo chị chết quan mà tội tình. À, vậy là cứu được rồi. Tôi mà là giám khảo á, tôi nói thiệt cho anh á, chấm anh rớt rồi. Sao kỳ vậy? Chứ còn gì nữa, anh chờ đi kiếm cái thang, anh thòng xuống anh cứu chị, anh đem chị anh lên, có nước đem chị anh đem đi chôn luôn thì có. Anh làm như anh giỏi lắm, anh giỏi anh nhảy vô anh cứu coi. Coi tôi cứu nè. Cứu đi. Lẹ làng người ta cứu chứ chạy đi kiếm cái thang nữa, ta chết thì còn gì nữa. Cứu đi, cứu nghe đi. Nè. Chứ đang cơn nghĩ ngợi gần xa, chị dâu mà té giếng. Chứ chị dâu mà té giếng miệng la ơi ơi. Đúng rồi. Chứ nắm cái đầu thì sợ tội với trời. Điều đó đúng. Đưa cái tay bợ bậy thì sợ lời thế gian. Đúng luôn. Sao cứu đây? Cái cổ em tay chị cứ hoàng, chị ôm em cho chặt cứng. Em kiếm đàn em leo lên. Đã thấy không? Trời ơi. Trời ơi, dở hơi à. Sao dở hơi? Lúc đấy nó uống nước gần chết mẹ anh nó rồi, bảo ôm làm sao nó ôm cho nổi. Trời ơi, còn anh nữa, người ta gần chết anh cũng không tha. Anh còn lợi dụng biểu ôm đi em kiếm đường em leo lên. Lợi dụng vừa phải thôi, vậy mà nói tôi hay. Trời ơi. Vậy mà đòi học làm giám khảo tôi hả? Vậy mà ăn học cái gì? Anh không nghe rõ ràng kỹ càng gì hết trơn trội à. Sao? Tôi nói cái cổ tôi nè, tay chị cứ hoàng. Ừ. Chị ôm cho chặt cứng. Ừ. Có nghĩa là chị dâu tôi ôm tôi chặt cứng. Tôi đâu có ôm chị hồi nào đâu. Tôi hy sinh trinh tiết tôi đi cứu chị đâu, không thấy à. Dạ. Trời đất ơi.
Trời đất ơi, phải anh hy sinh trinh tiết là tôi gặp tôi ốm yếu vậy, chị tôi mới lớn tôi cũng nói thôi em hy sinh trinh tiết để em leo lên lưng em cõng cho. Trời ơi xin lỗi anh nói vậy mà cũng nói học nho. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, bây giờ đó anh làm vậy chưa đủ trình độ làm giám khảo tôi đâu. Chưa đủ hả? Khỏi cần đi thi à. Bây giờ nếu để tôi nè, tôi làm giám khảo anh, bây giờ tôi hỏi lại anh nè. Anh hỏi tôi hả? Nhớ nghe, chuẩn bị rồi. Nghe kỹ nghe Tôi không phải là lợi dụng như anh đâu Nghe nè. Chờ vợ anh chứ buông bản đường xa, chứ có cô em vợ hằng mượt mà hằng ở chung. Chứ đang đêm mưa gió bão bùng, chứ lỡ cô em vợ anh mà trúng gió thì hoài anh mừng cách chi. Làm cách gì giỏi đi. Trời ơi, đố này ngặt quá trời ơi. Không ngặt gì hết trơn, trời ơi, đơn giản như đang giỡn. Trời ơi, giờ trả lời không được thì rớt. Có cách trả lời rồi. Trả lời đi. Chứ đang cơn mưa gió bão bùng. Đúng. Con em vợ của tôi nó trúng gió, thì tôi dán mùng tôi chung vô. Chung vô làm chi? Cạo gió. Cạo gió hả? Rồi anh làm sao anh cạo? Thì dán áo lên cái thọt cái tay vô cái cạo. Trời đất ơi, vậy mày nói học nho. Chứ sao? Học nho tôi hỏi cái anh cái câu nam nữ thọ thọ bất thân anh để đâu vậy? Vậy tôi hỏi anh là người ta trúng gió làm sao cứu đây? Trời ơi dễ ợt, gặp tôi hả? Tôi làm cho anh coi nè. Rồi anh ngon trả lời đi. Chứ đang cơn mưa gió bão bùng, cái con em vợ anh mà trúng gió, chứ tôi vẹn mùng tôi chung vô. Tôi bắt cô cởi áo, tôi lấy dầu tôi xoa, tôi bóp tôi cào, tôi nào cùng khắp nơi. Đó, vậy là cứu được rồi. Bay tầm bá mà. Sao tầm bay? Trời đất ơi, tôi mới dở cái áo tôi thọ cái tay vô, nói tôi là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Rồi anh kêu người ta cởi ra, rồi anh cạo, anh nạo tùm lum tà la hết trơn, cái tội rồi sao? Anh không sợ người ta cười anh hả? Cười anh được, cười tôi không được. Tại sao cười anh không được? Tại vì nó là con em vợ của anh chứ không phải con em vợ tôi. Ê! Con em vợ của anh tôi muốn cạo đâu tôi cạo. Buồn tôi cạo chỗ này, không buồn tôi cạo chỗ khác. Vậy à, mắc mới nói tôi. Ôi ơi, già rồi mà còn ngu. Trời ơi, biên này nó gạt. Trời ơi, có nhiều em vợ đi, có nhiều em vợ tôi vái rời cho nó trúng gió cả bốn đứa. Chấp nhận thương đau ngồi cả đêm cạo gió. Ê, nhưng mà giờ tôi không có con em vợ, tôi có thằng em vợ ở nhà kìa, qua cạo nó giùm tôi đi. Thôi anh cạo nó luôn đi cho đủ cặp. Ê, nói vậy chứ anh đố vậy không hay đâu anh ơi. Sao đố như mẹo quá không hay đâu. Đố như tôi vậy nè mới đố nè. Đố sao? Nghe kỹ càng lại nè, câu đố này đi. Rất là trí tuệ. Trí tuệ hả? Đố đi. Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mà như nhau. Nếu như anh tới ở rể á, thì anh phải làm sao để mà phân biệt? Chứ để mà phân biệt lẫn nhau cho khỏi lầm. Trời ơi, nó giống nhau vậy hả? Trả lời đi. Y như hai giọt nước hả? Y chang vậy đó. Ngon trả lời. Chuẩn bị nghe nè. Sao chưa vậy trơn, mạnh rên dữ vậy anh? Chị em nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Nếu tôi ở rể thì phải làm sao? Thôi thì tự giận chết mau cho đỡ phiền. Mau vậy đó. Thôi anh ơi, trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, có sinh đôi cũng có chỗ giống chỗ khác chứ sao giống nhau được. Tôi nói giống y như hai giọt nước vậy, không có khác cái chỗ nào hết trơn á trời. Bằng từ nhau y chang vậy đó hả? Từ trên xuống dưới mà y chang lại. Không có chỗ nào lớn nhỏ gì vậy, khác nhau hết trơn hả? Trước sau y như một. Trước sau như một à. Thôi tôi không biết phân biệt đâu, anh giỏi anh phân biệt đi. Tôi phân biệt phải không? Ừ. Giờ là thua phải không? Tôi trả lời nè. Trả lời đi. Trả lời được không mà kéo dài quá vậy.
chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Cái đó tôi biết. Nếu mà tôi ở rể thì ui chao. Vụ gì? Ngu gì phân biệt à. Tôi để tôi lộn hoài cho anh coi. Ê ê, trời ơi, trơn gian mà câu đó là hồi nãy tôi tính nói rồi đó. Không, tôi tính nói rồi, tôi định nói á. Định gì? Tôi định nói mà. Người ta trả lời rồi mà còn định. Nói giận chơi với tôi với anh, cái tài sắc cũng vẹn toàn lắm ha. Bên nửa cân người tám lạng. Thôi giờ tôi nói anh nghe nè, tôi với anh đợt này thế nào cũng chia nhau cái bảng vàng trên đó à. Bây giờ làm nhưng mà chưa có hay đâu. Chưa bây hay. Giờ tôi với anh á, nghĩa là bây giờ muốn chứng tỏ được cái tài năng của mình á, phải chứng tỏ bằng cách xuất khẩu là thành thơ liền. Xuất khẩu là thành thơ. Có nghĩa là tôi với anh phải làm một bài thơ mà mỗi đứa làm một câu. Mỗi đứa làm một câu. À. Ráp lại nó thành nguyên ráp bài. Ráp lại thành nguyên bài thơ có dần có điệu đúng đàng hoàng. Đúng luật không? Đúng đường luật đàng hoàng. Trời đúng luật luôn hả? À? Rồi chơi. Chơi không? Rồi. Tôi ra thơ trước nha. Anh ra thơ trước phải không? Tại cái hồn thơ tôi lúc nào nó cũng lai láng lắm anh. À. Biển này sao tôi vậy? Ở dưới nhưng mà khoan, tôi chọn đề tài cái đã. Đề tài gì? Đó, bây giờ nhìn cái mặt tôi là anh biết tôi khoái cái gì rồi. Tôi biết. Biết cái gì? Hồi nãy giờ tôi không dám nói. À. Tôi khoái cái gì? Khoái tôi. Trời ơi, tôi mà khoái anh chừng tháng ấy chắc tôi đi chẳng hạn quá. Làm như tôi thèm anh lắm vậy. Xin lỗi anh à. Cái mặt anh khoái gì? Cái mặt tôi chỉ khoái phụ nữ thôi. Phụ nữ thôi à. Ai chịu thôi. Em cũng có nửa phụ nữ nè. Thôi anh ơi, tướng anh kỳ quá anh ơi. Kỳ á, kỳ à, thôi sửa lại đó. Cái tướng thôi, anh tối đâu. Tối. Cái tướng anh mà tối tối nằm kế anh, không biết anh đang nằm sấp hay nằm ngửa. Dẹp lép. Ôi vô duyên quá. Bây giờ sao, lấy đề tài đàn bà phải không? À, lấy đàn đề bà. Tài. Tôi ngợi ca, cái bằng đặt bài thơ ngợi ca phụ nữ. Ngợi ca phụ nữ phải không? Ừ. Rồi, chuẩn bị tôi vô nha. Rồi, vô. Thượng đế xin chi lắm các bà, gieo rắc kinh hoàng khắp chúng ta. Trời đất ơi. Ngày ngày rủng rỉnh đi mua sắm, tối tối đăng sinh nhảy thả ga, nhà băng lũng nát không cần biết, thẳng cánh mà chà rồi đích ca. Tùy thế các bà mà vắng bóng, trần gian cũng giống bãi tha ma. Bởi tôi nói không có đàn bà là không có được. Không có. Bởi tôi biết vậy tôi sống mình tôi không được. Tôi chia ra nửa bên này nửa bên kia vậy dễ sống. Thương anh kỳ quá anh ơi. Trời ơi, cái đó cái chuyện đó tao giấu. Thôi tôi nói cho anh nghe, đứng nói chuyện nãy giờ thi thơ văn với anh để vậy được rồi. À. Thôi giờ mình lên kinh ứng thi đi chứ để sợ để trễ giờ. Thưa quý vị, đó là phần trình diễn của hai danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Trời ơi, nói tiếng Anh như gió. Nhưng mà nói ít ít thôi, nói nhiều quá ngồi là tiếng có tiếng không. Để nói tiếng Việt Nam cho chắc ăn. Cởi này ra để họ không thấy đường nữa. Và kính thưa quý vị, để đáp lại sự thưởng thức ca nhạc của quý vị thưởng thức ngày càng cao, chúng tôi đã không ngừng đổi mới từ phong cách biểu diễn cho đến cách ăn mặc. Như quý vị đã thấy, Bảo Liêm đang biểu diễn với quý vị một kiểu áo thời trang mùa hè thịnh hành nhất hiện nay. Nó có tên là Veston Salon. Và Veston Salon dịch cho tiếng Việt Nam có nghĩa là Veston Salon. Và nhờ cái kiểu thời trang này, phần trên nó sẽ giấu được cái sự xấu xí của đôi vai và sự lép xẹp của bộ ngực. À, nhưng mà phần dưới nhờ cái đuôi này, nó sẽ che lấp được xấu xí của đôi mông. Nhưng mà nó sẽ làm nó sự nõn nà của đôi chân. Trời ơi, so với chân gà, chân Bảo Liêm đẹp hơn nhiều. Và kính thưa quý vị, và bây giờ Bảo Liêm xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một kiểu thời trang rất là thịnh hành năm 1900 lâu lắm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay đặc biệt cho chiếc áo của nữ ca sĩ Quyên Chi. Chào quý vị và các bạn trẻ. Trời ơi, trời nghe chào không thấy áp phê liền thấy không? Trời chào các bạn trẻ. Cô có thể cho tôi hỏi là cô xuất hiện với chiếc áo này rồi cô cầm cái quạt gì, cái quạt này nó có công dụng gì không?
Dạ, anh muốn hỏi là cái áo này á hả? Cái áo này gọi là tên gì, giới thiệu được cho quý vị quan khách biết coi. Dạ, cái áo này á, người ta gọi là áo áo tứ thân ạ. À. Áo tứ thân đó hả? Dạ. Sao ta gọi là tứ thân vậy? Ê, tứ ấy có nghĩa là bốn nha. Tứ thân ấy có nghĩa là cái áo này nó có bốn thân nha. Nó có bốn thân. À, đằng sau một thân là một nha. Đằng trước hai thân nữa là ba nha. Trời, hay quá ha. Rồi cộng với với, với thân em nữa là bốn đi ạ. Hơi ngộn, có vụ áo tứ thân mà cộng thêm thân em trong nó nữa. Vậy là còn cái quạt này nó có công dụng gì không? Ơi cái quạt này thứ nhất ấy, để em múa cho nó đẹp nha. Trời quá đẹp. Thứ hai nữa ấy, trong lúc mình biểu diễn ấy, nó nóng mình thì lấy là mình quạt cho nó mát. Trời có quá nhiều công dụng. Còn thứ ba nữa ấy, là trong lúc mình biểu diễn ấy, nhỡ mình mà có quên lời ấy, thì mình lấy cái quạt này mình che cái miệng lại để khán giả người ta khỏi biết ấy mà. Vậy hay. Rồi khi mà mình nhớ lời cái mình lấy ra mình hát tiếp. Trời ơi, trời ơi, có quạt không, có nghiên cứu kỹ lưỡng nghe. Coi rồi còn cái khăn này có công dụng gì không, nói luôn cho quý vị khán giả biết coi. Cái khăn này trong lúc mình biểu diễn này, mình nhảy nhót cái gì nhót. Cái bụi nó bốc lên ấy, cái mấy là mình phủi bụi. Hay. Cái thứ hai nữa là trong lúc mình biểu diễn ấy, mồ hôi nó ra ấy. Cái mình dùng mình thấm mồ hôi. Trời, chắc mai mốt mình diễn phải xăm cái quá. Còn thứ ba nữa ấy. Sao? Ôi cái điều này mới là quan trọng nha. Quan trọng sao? Ê, là trong lúc mình biểu diễn mình nhảy nhót ấy. Hứng quá đi mà. Hứng quá. Ê, nhỡ mà có cái thân áo rồi nó rớt ra ấy. Cái mình dùng cái khăn này mình lấp vô lại. Emergency mà. Trời ơi, dữ dằn ha. Trời ơi, bởi vậy âu phục của mình là cái gì nó cũng có công dụng hết trơn á, tại mình không để ý tới thôi gì phải không? Được rồi, bây giờ cô có thể là cô cho khán giả biết, giống như tôi biết, là cô mặc chiếc áo này để cô trình bày nhạc phẩm gì không? Dạ, em mặc chiếc áo này xin gửi đến quý vị nhạc phẩm với tựa đề rất ư phong phú và thơ mộng. Trời ơi, có nội dung đồ đàng hoàng đó hả? Đấy, bài hát nói lên tâm trạng của người con gái vừa mới biết yêu. Lần đầu tiên hẹn hò với một chàng trai trẻ trong một công viên tuyệt đẹp. Trời ơi, quá thơ mộng. Ơ nhưng mà nè cô ơi, trời ơi cái chuyện này lạ nghe. Trời, cái chuyện hẹn hò là để đàn ông con trai người ta hẹn, mình đàn bạn gái ai đi hẹn hò con trai kỳ vậy? Chờ hoài không thấy anh tới thì không hẹn thì mình phải hẹn chứ. Chẳng nhẽ ngồi đấy chờ anh hẹn à? Thế bắt tưởng em ấy còn trẻ lắm hay sao? Trời ơi, vậy mà nói cô gái mới yêu lần đầu. Trời ơi, này chắc yêu lần bỏ quá. Cho nên lần nào cũng lần đầu hoài á. Cái bác này, đấy là nội dung bài hát chứ đâu phải là em đâu. Không phải của cô hả? Em ấy. Sao? Em ấy còn hãy còn vơ dần. Trời ơi, giống trong chuyện cổ tích quá trời ta ơi. Trời ơi, tướng tái vậy mà em còn vơ dần á. Thôi được rồi, bây giờ cô có thể giới thiệu tiếp coi bài hát là gì không? Dạ, sau đây em xin gửi đến quý vị nhạc phẩm với tựa đề Lý Cây Đa. Trời, có Lý Cây La không mà cũng bẻ gần chết cho đứng chờ nghe câu giới thiệu, con muốn gãy xương sống. Lý Cây Đa, bắt đầu vô. Trèo lên khoan sông ngồi gấp, ôi à cây đa rằng tôi ly, ôi à cây đa. Trèo lên khoan sông ngồi gấp, ôi à cây tùng rằng tôi ly, ôi à cây tùng. Trèo lên khoan sông ngồi gấp, ôi à cây dừa rằng tôi ly, ôi à cây dừa. Trèo lên khoan sông ngồi gấp, ôi à cây xoài rằng tôi ly, ôi à cây xoài. Trèo gì thế? Trời ơi, hát bài gì cứ trèo lên trèo xuống hoài. Hát cái bài này xong chắc mòn đích hết quá. Cái bác này, lần đầu tiên hẹn hò với người yêu thì phải nôn nóng. Ừ thì nôn nóng. Mình ngồi chờ mà ăn chưa tới thì mình trèo lên mình xem ăn tới chưa. Mà anh chưa tới thì mình ngồi mình chờ. Mà chờ mãi chẳng thấy anh tới, mình trèo lên mình xem tiếp. Mà trèo lên anh vẫn chưa tới thì mình ngồi mình chờ nữa chừng sao. Trời ơi.
Trời ơi, chưa từng thấy luôn. Trời ơi, hẹn hò với con trai là thấy cái điều đó là điều không đáng rồi. Còn đằng này để từ từ ta tới làm gì? Là cha làm như hứng dữ lắm à. Trời ơi, nôn nóng gì dữ vậy? Tôi nói cô nghe nè, trời ơi, hát bài hát dân ca Việt Nam mà hát vậy là nó không có yểu lả, không có êm đềm. Hát dân ca mình phải hát cho nó nhẹ nhàng, nó tình tứ, nó mới vô lòng của khán giả được chứ. Ờ thế à? Bây giờ cô muốn hát dân ca, tôi hát dân ca biểu diễn một bài cho cô học hỏi. Bác anh mặc như thế này mà hát dân ca mà coi sẽ được. Ai nói với cô tôi mặc vậy tôi hát dân ca? Thế bác mặc cái gì nào? Không mặc gì hết á. Ôi! Trời ơi, ý tôi nói là bây giờ phong cách biểu diễn nó mới rồi, thời đại văn minh nó lên rồi phải không? Cho nên mà khi cái tiếng nhạc trỗi lên là tự động tôi sẽ thay đổi semi cho thích hợp với bài hát. Ơ thế à? Rồi, bây giờ tôi hát, tôi giới thiệu cho cô bài hát dân ca mà miền Nam Bộ có tên là Ru Con. Nội dung phong phú lắm, phải không? Khi tiếng nhạc trỗi lên, quý vị cứ tưởng tượng trước mặt quý vị là một mái nhà tranh siêu dẻo. Trong mái nhà tranh siêu dẻo có ánh đèn dầu le lói. Người vợ hiền ở nhà ẩm bồng ru cho con ngủ để chờ chồng đi nhậu về. Hả? Không phải đi làm về. Nhưng mà tôi nói cô nghe nha, tại tôi hát bài này là bài ru con. Mà giờ không có con tôi ru đâu được, mấy giờ cô làm con tôi đi. Bác vừa phải đi nhá. Sao vậy? Em như thế này làm sao làm con bác được? Không dám đâu, trời ơi con này con giả bộ tôi làm tiếng nít khóc cho tôi ca thôi. Nếu ai dám nhận cô làm con, trời nhận cô làm con ngại biết cầm lên mấy trăm lần. À, ý của bác nói là em giả bộ làm tiếng nít khóc á? Tiếng nít khóc rồi, có tiếng nít khóc tôi ru nó mới giống. Ôi cái đấy thì dễ. Dễ không, đâu dễ làm thử tiếng nít khóc thôi. Đây bác nghe em thử nhá. Ờ thử coi. Gì thế? Nó không phải khen nha. Trời ơi tiếng cái khóc của cô giống mấy máy cưa cây quá à. Thôi không được đâu, khóc tao phải khóc ẻo lả tình tứ đàng hoàng, khóc thì thấy ghê quá chị ơi. Nè coi tôi khóc là học hỏi nè, tiếng nó khóc trước khi mà nó khóc là nó thèm đồ ăn hay gì đó nó mới khóc. Ôi khóc có à? Nức nở nghẹn ngào coi nó khóc nè. Kinh phong giật chị hả? Làm gì vô uống kéo dữ vậy? Bác khóc ấy à? Tôi mới khóc đó. Nói cũng phải khen nha. Sao? Tiếng bác khóc giống như là tiếng máy hút bụi ấy. Ừ, bên cưa cây bên khóc hút bụi cũng vừa gì. Thôi được rồi, giờ cô khóc nhẹ nhàng đi. Đó là tôi hát cho cô ke nghe nha. Khóc tình cảm ngọt ngào. Nghe không? Vâng. Vô nghe. Đây bài hát dân ca Nam Bộ Ru Con bắt đầu. Đi khóc tôi mới hát được. Ngày ngủ ngủ đi con, ngày ninh ninh đi con, tu hoài sao con không ngủ. Ngày ngủ ngủ đi con, người đàn bà độc ác. Sao độc ác? Người đàn bà tàn nhẫn. Sao tàn nhẫn? Ru con chưa ngủ đâu, ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, nó mới mấy tháng tuổi ru hoài nó không ngủ, tôi phải ngủ để tôi giữ eo chứ. Trời ơi, chứ đàn bà cái mặt mày để xanh lè xanh lét là chồng nó thấy nó quê nó bỏ rồi sao. Nhưng mà tôi nói con nghe, trời ơi, tại nó thể loại nó vậy đó, chị yên tâm đi. Thôi nhưng mà này, tôi hỏi bắt mặc cái áo này kêu là cái áo gì thế? Áo này người ta gọi là áo dài khăn đóng. Ê, tại sao là gọi là áo dài thế? Khăn tại đóng? Vì cái áo nó dài, ta gọi là nó áo dài. Dễ giải thích quá trời luôn. Ê, cái này là nhẹ. Của kiểu miền Nam tôi mặc mà con trai ưa mặc á. Còn kiểu mà đàn bà con gái thì người ta thích mặc áo bà ba. Ôi thế tại sao người ta gọi là áo bà ba thế? Thì tại áo bà ba là có cái bà ba mặc trước, không? Người ta thấy đẹp, ta bắt trước, ta mặc theo nên ta gọi là áo bà ba. Ê hay nhỉ? Hỏi. Thế có áo bà bốn không? Cô hỏi gì? Cô hỏi sao? À, có áo bà bốn không em? Có chứ, có áo bà bốn chứ. Áo bà bốn là có đằng trước, không có đằng sau. Ôi mát nhỉ? Trời ơi, tôi nói thiệt cô á, trời ơi, còn có áo mà năm bà bảy bà sáu nữa đó. Trời ơi, áo mấy bà đó còn dữ dằn nữa. Tức là con miếng vậy thôi. Ôi, trời ơi, cô không tin, cô đi ra mấy bãi biển thấy bây giờ mấy cô mặc áo bà bảy bà tám nhiều lắm.
Vậy sao? Ơi, không chừng tới năm 2000 á là ta chuyển tới mặc áo bà mười á. Áo bà mười nghĩa là áo sao? Áo bà mười là trụi lũi mặc gì hết á. Ê, cái bác này nham nhở quá. Ủa chứ không phải chị khoái mặc áo đó hả? Thôi đi, cái bác này nham nhở quá. Nói chị nghe cho vui vậy thôi chứ mấy cái đó là tình thương thôi. Thấy không, trong tình thương của quý vị quan khách đó có mặt ngày hôm nay. Dạ. Thôi bây giờ tôi đề nghị vậy thôi, hai chị hai đứa mình á hát một bài hát nói về tình thương được không? Tình thương à? Ừ. Tình thương của ai thế? Trời đất ơi. Thôi nghe nói tình thương cái bắt đầu bỏ uống liền. Thế tình thương của ai thế? Trời ơi, ta nói tình thương đây, tình thương chung của tất cả mọi người đối với mọi người ở đây. Chứ làm gì của tình thương cái đôi lứa, nghe hỏi tới cái làm tới à. Ờ thế à? Thế bác tính hát bài gì? Dạ tôi với cô hát một bài hát nói về tình yêu, tình thương. Bài hát được mang tựa đề What is love? What is love? What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me. Ui da. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. What's in love? What's in love? Trời đất ơi, giờ này người ta đón lên, nó giao thừa, người ta là dọn hết đồ đạc hết trơn. Thằng này nó nằm nó ngủ, nó bỏ tứ tung vậy làm sao? Ê! Tấn! Dậy mày! Ai kêu em sợp ra? Để ngủ chú qua. Ngủ cái gì giờ này mày còn ngủ đồ đạc, mày bỏ tứ tung gì ngủ gì? Dậy mày! Tấn! Ai kêu em sợp vậy? Hỏi ai kêu hả? Ai kêu hả? Dạ thưa cha, con kêu cha nè cha ơi. À, con là ai vậy? Hả? Ông! Vậy mà con tưởng luôn rồi. Đứng dậy! Con đâu có ngủ, con nằm dưỡng bệnh mà. Mày bệnh gì mà mày mập như con trâu cui vậy bệnh? Dạ, hôm qua con đi bác sĩ đó. Bác sĩ nói con bệnh suy dinh dưỡng. Trời đất ơi. Dạ, thành ra bác sĩ nói là phải con phải nằm tĩnh dưỡng. Mà ăn ngủ không được làm gì hết á. À, bác sĩ dặn phải ăn ngủ ngủ tịnh dưỡng hả? Dạ. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ tao có cách này. Dạ, ông có cách gì vậy ông? Bây giờ mày muốn tịnh dưỡng phải không? Dạ. Tao có cách này tịnh dưỡng mau hết bệnh. Dạ. Mau bình phục. Dạ. Mày vào trong mày lấy cái vali dạ. của mày đó nha. Dạ. Mày sắp những cái đồ của mày đó, quần áo của mày vô vào vali rồi dạ. đi theo tao ra bến xe. Dạ, ra bến xe chi vậy ông? Để tao đưa mày lên xe đò về quê mà tịnh dưỡng suốt đời mày. Dạ. Ủa vậy? Vẫy tay chào nhau. Cái gì vậy? Vậy ông đuổi con không? Chứ tao hỏi mày, chứ mày làm công cho tao. Tao làm chủ giờ mày bắt tao làm công chuyện phải không? Dạ. Ở đó mà tịnh dưỡng một năm. Tiền đâu mà tao phát lương cho mày mà tịnh dưỡng một năm. Dạ thôi con xin lỗi ông, thôi con hứa ông từ đây sắp tới con sẽ dọn dẹp nhà cửa làm lụng đàng hoàng. Không có làm biếng nữa nghe. Thôi giờ đây là... Dạ. Mày nhớ mày đem mấy cái này vô trong hay không? Dạ. Tao ra chợ tao đi mua một mớ đồ nữa về để mà cúng giao thừa. Dạ. Nhớ nghe, dạ. không có ngủ nghe, lo làm việc nghe. Dạ. Dạ khoan đã không? Gì đó? Dạ sẵn ông đi ra chợ á. Ừ. Dạ ông làm ơn ông gửi con cái lá thơ này. Lá thơ này hả? Dạ. Thơ này gửi cho ai đi? Dạ con gửi cho vợ con. Ê không phải, con gửi cho chị con ở dưới quê á. Chị à, này con dưới... con nói là Tết hôm nay đó, con ở đây ăn Tết với ông, con không có về dưới quê. Dạ. Bành Văn Tửng gửi cho Nguyễn Thị Mẹt. Dạ. Mẹt này chắc là vợ mày chứ gì? Dạ không phải. Chứ ai? Dạ chị con. Chị mày ngoẹ mẹt phải không? Dạ. Nhưng mà gửi thôi gì mày coi mày tem đâu rồi mày không dán vô lấy sao gửi được? Dạ sẵn luôn tiện ông ra chợ mua tem dán vô gửi luôn. Mày cha tao à. Nhưng mà thôi được rồi. Dạ. Thôi được rồi. Để ông mua ha. Dạ. Rồi ông dán tem vô ông bỏ thơ thùng thơ giùm cho con ha. Dạ, cảm ơn. Nhưng ông. Nhớ là cái khoản mà tốn kém của tao sẽ trừ vào tiền lương của mày. Dạ. Nhớ chỗ đó nha. Dạ, con xin thành thật cảm ơn lòng tốt bao la con. Thôi đừng có móc họng. Vô làm gì đó. Đi, đem vô đâu. Cái thằng này nó gửi thơ cho chị nó mà tại sao mà dày cộm vậy, không lẽ trong này tiền? Mà tiền là 3 tháng lương là tôi chưa phát mà đâu có tiền gửi về, hay là nó cài tủ mình nó lấy tiền. Được, để xé ra coi. Mà nếu xé ra bất lịch sự, mà sợ bất lịch sự sợ là rủi nó lấy tiền ở trong này là mình mất tiền. Thôi xé đại ra cho rồi. Gì, để coi cái gì này đây. Trời ơi không có tiền. Mà gì đây cộm cộm đây. Trời đất ơi.
Trời đất ơi, cái hình tôi, trời ơi, cái hình tôi đang ngủ. Trời đất ơi, hình tôi đang ngủ, anh chụp hồi nào vậy nè. Trời đất ơi, tôi ngủ cái tướng tôi về giống con khỉ già nằm ngoài ba sườn gì nó chụp đó. Nó gửi về để coi nó viết gì trong này. Đây. Trời, để coi viết gì đây. Tết sắp tới nơi rồi. Thấy người ta đi sắm đồ Tết mà anh rầu thúi ruột. Bởi xuân này anh về không được, vì chủ anh suốt 3 tháng nay vẫn chưa phát lương. Sẵn đây anh cho em biết thêm về chủ của anh là một con người keo kiệt nhất thế gian. Rồi, tới lúc nó nói xấu mình rồi. Một đồng bạc ông coi lớn hơn cái bánh xe bò. Rồi nó chửi mình thậm tệ. Khi đọc thơ này anh dặn em Tết này em đừng có lên thăm anh, vì nếu em lên đây á, em sẽ gặp nguy hiểm. Bởi chủ hiện nay của anh là một con dê già vô cùng táo bạo. Ông dê đạo lộ bất kể già trẻ, lớn nhỏ không chừa người nào. Anh gửi cho em tấm hình của con dê già. Trời, tôi về nó nói tôi dê già. Rủi gặp mặt ông ở đâu thì phải tìm đường quẹo gấp. Ôm em trùng linh ngàn cái, chồng của em tửng. Chửi ha. Mày dám chửi tao là con dê già ha. Rồi coi cái tiền bằng bánh xe bò. Được rồi, tao giam lương mày thêm 3 tháng nữa. Đúng 6 tháng tao mới phát lương cho mày đói. Chết cha con, chửi tao ha. Dạ thưa ông. Ai xin lỗi cô. Dạ, dạ thưa ông, cho con hỏi thăm. Hỏi thăm tôi khuyên cô nên đổi cách xưng hô lại đi. Dạ vậy chứ ý ông muốn con gọi ông bằng gì? Vậy thì ý tôi đó thì bây giờ ấy á, ấy ấy xưng kêu tôi bằng anh, xưng em được rồi. Ý không được đâu. Sao vậy? Dạ con sợ bị ở tù lắm. À cái gì ở tù đâu đâu, ngồi đây con nói tôi nghe coi. Dạ, ấy ngồi 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 ngồi. Dạ, ngồi. Sao dạ. Ở tù? Sao ở tù? Dạ bị hồi nãy đó. À. Ngồi xe đò để đi lên đây nè. À. Cái có cái ông đó ông ngồi gần con cũng tuổi cái trạc tuổi như ông vậy. À đó. Cũng cỡ tôi dạ. Trẻ trẻ như tôi vậy ha. Dạ. Buồn quá à. Cái ổng gợi chuyện thì sao cũng nói chuyện cái con thấy ổng lớn tuổi rồi cái con kêu ổng bằng ông con xưng con rồi sao cái ổng nói trời kêu tôi bằng ông kêu tôi bằng anh xưng em đi đó ấy thấy không rồi, bây giờ không ai thích kêu bằng ông xưng con hết trơn á. Ta chịu cái tiếng anh á với xưng em hết trơn á mà dạ và bởi vậy cho nên mới có chuyện đó. Ủa chuyện gì vậy? Cô nói tôi nghe coi chuyện gì á. Trời ơi con cũng chiều theo ý ổng. À. Cái để cho ổng vui đi. Cái rồi ngồi cũng nói anh em qua lợi một hồi vậy đó. Rồi sao? Cái ổng bắt đầu ổng ló mòi. Mòi gì? Ổng rờ đùi con nè. Rờ đùi? Dạ. Cái này tôi cũng rờ hoài. Tại sao rờ đùi cô? Rờ nó rờ sao nữa? Ông biết không, con thấy ông lớn tuổi rồi, cho nên con cũng thôi kệ đi chiều ổng chút đi. Rồi cũng để ổng, thành ra cái con làm thinh. Trời ơi, ổng tưởng bở. Rồi sao? Cái ổng bắt đầu ổng nhít lên. Gì, nhít cái gì? Ông nhít ngón tay á. Nhít ngón tay lên. Dạ. Có sao tôi nhít hoài có gì đâu. Ông nhít cái tay. Rồi sao rồi? Nhít lên. Nhít lên. Ông nhít lên. Nhít lên. Tới sao? Tới con tát cái mặt ông. Ôi trời ơi. Tôi làm hai cái đó. Trời đất ơi. Trời ơi, ông biết làm sao không? Sao? Quá còn nắng là ông còn quăng ông ra khỏi xe luôn. Trời quăng. Trời ơi, đàn bà gái gì mà mạnh quá trời đó. Dạ cũng đỡ quá. Sao? Không có sao hết á. Ổng chỉ bị bị gì? Trời ơi, lẹo cổ đó. Quẹo cổ. Quẹo cái cổ. Rồi lõi cái tay. Vì có cái đầu có sao không? Mà ổng bị bể đầu. Trời đất ơi. Ổng không có chết. Liên gì bể đầu mà không chết? Hên quá. Trời ơi, đỡ quá. Ổng chết là con vô tù rồi. Bởi vậy con nói với ông. Sao? Trời ơi, con ngại mà xưng anh với em lắm. Vậy là cô em quên. Thím em ngồi đi. Mà giờ sợ vậy sợ ở tù nên không dám xưng em anh ha. Dạ. Giờ thím em thím cô nó cho nên có chuyện gì? Dạ. Con ở dưới quê á, con lên đây nè để thăm chồng con. Vậy à? Dạ, trời năm ơi. Nào mà hễ chồng con không về được quê để ăn Tết với con đó, thì con phải lên đây để ăn Tết với ảnh. Trời ơi. Mà con có cái này nè, để gì con đó? Hỏi thăm ông coi. Trời ơi, cái ông, gì đó? Ông dòm dùm con coi đúng cái này không? Đâu đâu, cái gì đâu? Ủa, cái địa chỉ này đây. Cái gì đâu, để coi.
Dạ, dạ, khoan để tôi mang dạ, cái beeper của tôi vô. Dạ. Thưa đây cái địa chỉ. Cái địa chỉ này nè ông. Đâu? Ông coi giùm. Đâu địa chỉ nào đâu? Dạ sao ông cầm cái địa chỉ mà ông cầm tay con? Ủa tôi lấy cái kiến lộn sao cả? Cái kiến này sao nó giòm cái thơ mà thành cái tay cả? Cái tay thành cái thơ. Đây không? Cứ việc để tôi coi mà cha chồng của em kiếm thím cô tên gì? Dạ, chồng con tên Tửng. Thằng Tửng à? Dạ Tửng đó. Tửng đó. Dạ. Trời ơi, thằng Tửng nó làm cho tôi. Hả? Anh Tửng làm cho ông? Trời ơi, tôi mừng quá. Dạ, xin lỗi ông. Dạ. Không dạ. Phải. Nè, nhưng mà dạ. Đàn bạn gái ý tứ quá. Chút nghe không? Dạ. Nhớ dạ. Ý tứ, đừng có ôm bậy vậy. Tánh tôi ai ôm mà tôi ôm lại à? Tại làm như tôi liệu vậy đó. Dạ. Dạ cảm ơn ông. Nói. Con muốn hỏi thăm coi anh Tửng con lúc này có khỏe không vậy ông? Thôi, thằng Tửng nó mập lắm, nó mập như con trâu cui vậy đó. Ủa vậy? Nhưng mà có điều... Có điều gì ông? Tôi nói ra sợ thím buồn. Dạ, đâu có gì đâu, ông cứ nói đi. Ông nói cho con nghe đi. Thằng Tửng lúc này nó tệ lắm thím ơi. Dạ, anh Tửng của con tệ. Anh tệ cái chỗ nào ông? Nó bậy bạ lắm lúc này, bậy nó bồ bịch lăng nhăng lắm. Trời ơi, bồ bịch lăng nhăng hả? Ông thằng Tửng kìa. Cô làm gì mà cô làm dữ vậy? Nó lăng nhăng nay con này mai con khác. Tôi tính ra cũng 6 con bù nhí không. Bù nhí không. Con nào cũng đẹp hơn cô nhiều lắm. Trời ơi, mà tôi khuyên nó. Dạ. Tôi khuyên nó mày đừng có làm vậy, nó nói nó độc thân, nó phải. Trời ơi, độc thân. Quậy cho đã. Trời ơi, con sợ có con vậy. Quậy cho hả? Trời ơi, tôi tin tưởng. Nhéo ngày ba sườn số 6. Trời ơi, ông đâu có biết là con khổ lắm ông. Vâng, tội nghiệp quá, lên thăm chồng mà ông biết khổ. Ông đổ đường lặng lội xa xôi như vậy mới lên đây. Bởi vì khổ quá không? Lên thăm chồng mà bị chồng bội bạc gì tôi. Trời ơi, đã quá. Ông nói gì đã? Tôi nói thím khổ quá. Chứ tôi... Dạ đúng rồi, con khổ lắm ông ơi. Trời ơi, đường xa xa xôi lên đây thăm ông mà. Mà gặp cái dịp này cứ khóc lâu lâu chừng nào cho tôi phê chừng này. Trời ơi, ông nói gì? Chồng con không có tin là chồng con phản bội con. Không tin hả? Không biết ảnh đàng hoàng lắm mà ông... ý cô muốn nói vậy là cô không tin lời tôi nói phải không? Dạ. Đây nè, tôi nói cô nghe. Bây giờ tôi lách vào trong ha. Dạ. Nếu thằng Tửng á, nó gặp cô mà nó không xua đuổi đó là tôi nói bậy. Dạ. Còn nếu nó xô đuổi cô về quê đó là tôi nói trúng. Còn một điều nữa, khi tôi xuất hiện. Dạ. Mà nó kêu thím là vợ mình em đồ này kia ôm ấp thím là từng tiêu thím ha. Dạ. Thì đó là tôi nói thật. Dạ. Còn nếu nó kêu thím bằng chị là tôi nói đúng. Trời ơi. Nhưng có cái điều này. Điều gì nữa không? Khi gặp nó đó. Dạ. Cô phải nghĩa là tỏ ra không như không có gì. Tỏ ra không vui có vẻ, gì hết. Vui vẻ. Để nó đừng có nghi nghe không? Dạ. Bình để, tĩnh không? Vui vẻ. Còn một dạ. Điều quan trọng nữa. Điều gì nữa không? Là đừng bao giờ nói rằng gặp tôi tại đây. Nghĩa là cô đừng có nói gặp tôi nha. Không có nói gặp ông ở đây. Thôi nhớ dạ. Nghe. Bây giờ bình tĩnh. Bây giờ con phải vui lên hả ông? Vui lên sửa soạn đồ lỗi cho đẹp. Dạ. Để tôi dạ. Phụ sửa soạn cho. Trời dạ. Ơi tội nghiệp quá dạ. Trời ơi. Mua dạ. Cái gì đâu đẹp quá vậy nè. Dạ. Cha sức dầu dạ. Thơm thơm quá. Dạ. Trời cảm ơn ông. Trời ơi dạ. Giờ Tửng sao đẹp. Giờ con phải vui lên hả vui ông? Vui lên đàng hoàng dạ. Rồi. Nè nhớ nghe ông vui lên dạ. Nha. Dạ. Tôi dặn sao nhớ vậy nghe. Dạ, tôi nhớ. Dạ. Nhớ nghe. Bây giờ mình phải vui lên. Dạ. Trời ơi, anh Tửng ơi. Anh Tửng ơi. Ai kêu đó? Trời ơi anh Tửng. Trời ơi anh Tửng. Em. Trời ơi, em mới ở quê lên thăm anh nè. Em lên hồi nào vậy? Em mới vừa lên tức thì nè. Mà em có gặp ai không? Hả? Em đi kiếm nhà rồi em vô. Rồi gặp anh thôi chứ có gặp ai đâu. Em có gặp ông nào không? Ông nào? Thì ông chủ nhà chứ ai. Ông chủ nhà nào em đâu có biết đâu. Vậy không gặp ông nào hả? Không có gặp ông nào hết á. Nam mô A Di Đà chùa. Hả? Anh nói gì vậy anh Tửng? Không có, anh không có nói gì đâu. Nè bây giờ anh nói em nghe không? Ừ. Thôi bây giờ anh khuyên em á. Ừ. Đây nè. Gì em không có đem gì theo hết à? Thôi bây giờ em đi về đi. Hả? Về đi. Hả? Về quê đi. Cái gì? Em mới lên gặp anh mà sao anh biểu em về? Không phải, anh nói em nghe. Em ở đây không có được đâu, anh kẹt. Sao anh kẹt gì? Trời ơi. Thôi đúng rồi. Đường xá xa xôi.
em đổ đầu lên đi thăm chưa gì hết mà đuổi người ta về à? Không phải, anh không phải đuổi em. Nhưng mà... Gì tao trên tao định đi tắm rồi sao mày... Ai mà la sùm đi. Dạ. À, dạ chào cô. Dạ thưa ông. Ai đây? Người này là ai đây? Dạ thưa ông, đây là... Là ai? Dạ đây là... Là ai? Dạ là chị con. Dạ không phải, con là... À, người để tao nói mà làm gì vậy Tửng? Dạ thưa ông. Dạ đây là chị con. Chị mày ở dưới quê mà lên đây thăm con á. À vậy dạ, hả? Dạ giờ chị về liền à. À Phan, quên đi. Khách khứa của tao đây, mày chị mày nhớ. Chị mày mới lên sao mà đuổi chị mày về. Vô trọng rót cho chị mày ly nước. Dạ cảm ơn ông. Dạ. Ngồi đó đi. Dạ cảm ơn ông. Vô rót ly nước. Đi. Trời ơi. Trời ơi, con phải làm sao bây giờ, con khổ quá. Tôi đã nói với Thiếp là nó sẽ đuổi Thiếp. Trời ơi, đi trời, cho nó đỡ khổ. Trời ơi, nó phản bội con. Tôi vậy tội nghiệp quá. Trời ơi. Con bước đi rồi, đi về đi bà nội. Trời ơi. Mày cho chị mày uống nước gì mà sặc tùm lum vậy? Vô lấy khăn ra lau mặt, lau miệng chị mày. Đi. Thưa ông, để chị lấy tay áo lên chùi được rồi. Không, mất vệ sinh. Vô lấy khăn ra, mất đi. Tao đi. Dạ, dạ đi. Trời ơi, tôi thấy không. Thấy không, con biết mà. Trời ơi, tội nghiệp thế. Cô đã nói nó phản bội rồi. Trời ơi, tội nghiệp, trời ơi. Gặp dịp quá. Trời ơi, thấy thương ghê vậy đó. Ủa, trời ơi, gì vậy? Nè, cái này đâu mà sẽ gì? Làm gì ở vậy, không về. Dạ, dạ, biết anh hết thương tôi rồi. Dạ, chị con uống nước rồi mà cũng lau mặt rồi. À. Dạ, tôi xin ông tha cho chị con. Ý gì tha? Tao làm gì nó tha, mày nói bậy vậy ha? Lộn lộn. Tao đứng đây nãy giờ tao làm gì đâu mày biểu tha là tha gì? Dạ, ý con nói dạ, ông để cho chị con về quê liền. Không được, vậy là bất lịch sự. Mày vô mày trong tủ lạnh mày lấy bơm nho ra cho chị mày ăn. Dạ thôi được rồi, ở dưới quê có trái cây tươi ăn ngon. Dầu có đi nữa nhưng mà bây giờ vậy nè, mày vô mày lấy trái bơm nho hay vài trái bơm gì đó, mày bỏ trong bao ni lông, mày đem ra cho chị mày đi ngồi trên xe đò về quê ăn lấy thảo. Dạ. Đi. Dạ. Tao đi. Trời đất ơi, mày muốn gì đây? Biểu đi. Dạ. Gì vậy? Trời ơi, gì đó? Dạ. Gì? Đi. Thằng này nó cán, tao thiếm thấy đâu. Trời ơi. Con nói thiệt với ông, bây giờ con phải làm sao giờ nè? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Trời ơi, tôi nói nó phản bội Thiếm rồi. Thiếm yên tâm đi, có gì tôi sẽ an ủi cho, tôi an ủi cho Thiếm. Thiếm đừng có cái gì mà buồn phiền hết trơn á. Trời ơi, tội nghiệp quá. Trời ơi. Thôi kệ nó, kệ nó. Hết bơm nho, về ra chợ mua. Kệ nó cái gì. Trời, đi ra kệ xa cũng đi chừng tiếng hồ về. Buông ra. Gì vậy? Ôm trời ơi. Làm vậy? Làm gì dữ vậy? Anh đâu có thương tôi nữa đâu. Anh phản bội tôi rồi, tôi biết rồi. Rồi mày làm gì? Mày nhảy vô mày làm sao vậy? Tôi hết để ông đó nè. Không có để ông nữa đó. Biểu, mày nói gì? Mày hết nể tao rồi hả? Tao làm gì mà mày hết nể tao? Ông dê vợ tôi. Tầm bậy tầm bạ, mày nói chị mày chứ vợ mày sao? Tại tôi sợ ông dê ra tôi mới nói là chị. Ai ngờ tôi giới thiệu là chị ông còn dê bạo hơn nữa. Ông đây đó, ông là cái người tử tế giúp đỡ tôi chứ không phải nha. Ôi ông ngoài. Tôi không cần nữa, tôi nói cho anh biết đó. Tôi không phải ở trong nhà này nữa đâu. Tôi đi về đó. Never see you again. Ê, xem. Mày qua đây mày. Để thằng Tửng á, nó là một thằng người chồng rất đàng hoàng. Thiệt nhưng tại nó nói xấu tôi, nó nói xấu tôi, cho nên tôi mới là gạt nó để cho nó ghen lên cho nó mắc cỡ với người ta. Thấy không? Thôi Thiếp yên tâm, Thiếp ở lại dạ, đi. Dạ, dạ. Thiệt hả ông? À. Bây giờ ông ok hả ông? À, ok, được rồi, cho hai người ở lại nhau. Mày chịu không? Dạ chịu, nhưng mà con không ngờ ông có lòng tốt vậy. Con hồi đó giờ con hiểu lầm, ông xin ông bỏ qua cho con. Bỏ qua hay gì? Dạ. Mày nói xấu ở tao bao nhiêu năm rồi, bây giờ mày nói xấu tao. Dạ. Rồi bây giờ tao cho hai người ở lại. Dạ. Đó. Em ơi, tôi không biết. Phần. Ê, đừng không mày, đừng cái mặt tao ghét. Ô, tao ghét mày, không có chịu cái chuyện đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ vậy nè, sẵn cái dịp Tết nay, thấy không? Dạ. Trong nhà tôi hồi đó giờ tôi sống có một mình à. Có chỉ có Tửng Thiếm, có Thiếm rồi có đàn bà trong gia đình, thấy không? Nghĩa là con lo bếp núc rồi này kia, đang Tết với tôi một năm cho nó vui, Thiếm chịu không?
Dạ, dạ thôi ông ăn Tết mình đi ông. À, đúng rồi. Dạ, bị gì Tết năm nay thôi ông cho chồng con về quê ăn Tết với con đi ông. Rồi, tôi phải sống cu ki nữa rồi. Thôi được rồi, đi vô trong lấy vali rồi sắp rồi, về đi. Mau đi mình ơi, để xe đò nó chạy. Đây em đưa anh phụ vali cho. Đi. Dạ. Trời, tiếc quá, phải ở lại đây đỡ biết chừng nào. Trời, tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi vô duyên nên thân tôi phải ở một mình. Đời tôi vô duyên nên yêu ai cũng vô duyên vô duyên. Dạ, kính thưa quý vị khán giả kính mến, trong lúc quý vị ngồi xem các cô ca sĩ ca thưởng thức văn nghệ, riêng tôi làm một cái nghề mà ông bà ta thường nói rằng trên đời có bốn cái ngu: làm mai lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Và kính thưa quý vị, tôi lãnh cái ngu thứ nhất, tức là làm mai. Không nói dấu gì quý vị, tôi có một ông bạn ở cùng xóm, ông có một đứa con tên là Út Khờ. Mà thằng này nó khờ đến mức độ không có thể mà cha mẹ nó dạy được, mà phải nhờ tôi chỉ dẫn nó. Thậm chí đến đi hỏi vợ cũng phải nhờ tôi. Hôm nay tôi làm một ông mai bất đắc dĩ để dẫn Út Khờ qua nhà chị hai đi, để mà hỏi vợ giùm cho nó. Và bà con cô bác nghĩ coi, đương đi với tôi á, tự nhiên á, nó ghé vô tiệm nó ăn đồ, đương đi qua để mà làm rễ hỏi vợ mà coi kìa nó ra tới kìa. Cái trời đất ơi, thôi hết nói. Đương đi tao sao làm, tại sao mày bỏ mày ăn là sao? Đói quá phải cho ăn chứ. Ăn là khi nào không quan trọng, bữa nay mày đi làm rễ mà mày bỏ mày ăn vậy là sao mày làm rễ được? Không cho ăn rửa tôi đói tôi chết là sao? Bộ chú muốn tôi chết đặng chú lấy vợ tôi hả? Trời, nó giết mày à. Tao nói mày nghe, tao là ông mai, tao phải đàng hoàng. Đời tao từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết dê một người nào ngoài vợ tao ra, thấy không? Còn mày, tao nói thiệt với mày đó, dầu vợ mày bây giờ tao sắp hỏi cưới cho mày đẹp như tiên sa phụng lộn đi, mà cho tao đi. Sao? Tao lấy chứ sao? Nói chơi. Vậy là dê nữa rồi. Không, nói chơi mà với mày. Bỏ rồi. Tao giỡn chơi với đâu có làm cái chuyện đó. Nhưng mà tao... Ê. Sao mày đi hỏi vợ mà mày không mặc quần? Cái gì? Sao mày không mặc... Chú đó tôi không mặc quần hả? À. Vậy chứ này cái gì đây? Nhưng tao nói là mặc quần dài kìa, làm rễ mày mặc áo dài phải mặc quần dài. Chứ mặc quần cục có gì được. Tao may là tao không may mà tao còn mặc quần dài nè, thấy không? Ủa trời ơi. Trời, quần dài nó mất rồi, trụng tại mày hết trơn á. Cũng có tại mày mà tao quýnh đâu có mặc quần dài gì nữa. Thiệt kỳ cục cho mày quá. Sao mày muốn nói gì đây? Tôi rầu chú. Rầu gì? Không, tự nhiên chú biểu ba tôi đi hỏi vợ cho tôi cưới vợ tôi làm chi vậy? Thì cưới vợ chứ chi. Mày hỏi mày cưới vợ để làm gì hả? Mà tôi hỏi chú vậy chứ cưới vợ làm gì? Trời ơi, cưới vợ không biết làm gì. Thì cưới vợ về lo làm ăn. Hả? Làm ăn là cái gì? Làm ăn mà mày không biết làm ăn nữa hả? Làm ăn đây có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà tao cắt nghĩa hai cái nghĩa chánh làm ăn cho mày nghe. Cái nghĩa làm ăn thứ nhất đây đó là cưới vợ về lo làm lụng kiếm cho thật nhiều tiền, mua nhà rồi mua gạo đồ ăn rồi nấu cơm cho hai vợ chồng con cái xúm nhau lại ăn, đó là cái nghĩa thứ nhất. Còn cái nghĩa thứ hai đây có nghĩa là làm ăn đó là sao chú không nói mà chú cười? Cái này khó nói ra sẽ bị rầy quá. Sao vậy? Thôi mày về mày hỏi ba mày chỉ mày cách làm ăn mày. Ủa, bộ ba tôi cũng không biết cách làm ăn nữa hả chú? Không biết sao lòi mày ra. Ê, sao mà tao hỏi mày tại sao mày sợ có vợ vậy? Sợ lắm chú ơi. Sao? Vô đây đây, bỏ này ra đi. Không muốn nói rồi. Nói đi. Từ nhỏ lớn ở con mình nè. À. Bây giờ cứ vợ về nằm chung ngủ chung nhột nhột. À, ý mày muốn nói mày khó có vợ chịu lắm. Khó chịu ha, nhột. Hồi đó tao cứ bắt gái mày về buổi đầu cũng nhột kìa, tuần lễ đầu nhột lắm. Tới chừng 2-3 tuần lễ sau cái hết nhột, có nhiều khi chiều ông kêu ông ơi vô đây nhột chơi ông ơi đó, nó có sao đâu. Nhưng mà tại sao tao thấy mày không có thông minh mày ơi. Cái gì? Cái nét mặt mày không thấy thông minh. Ta về mà chú nó không thông minh hả? À. Mặt ta sáng như trăng rằm mà chú nó không thông minh. Sáng như trăng rằm mà đếm từ 1 tới 10 tao nghe coi. Dễ thôi. Đếm coi. Con nít nó còn biết đếm nữa, húng chi là cháu này. Đếm coi. Chú nghe cháu đếm này nghe. À.
1, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10. À, trời ơi, đếm không có thứ tự gì hết. Đếm phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mày đếm lộn xộn quá, làm sao ai nghe? Đếm sao miễn đủ 10 thôi chứ. Chú không thấy vậy? Sao? Lô tô nó kêu tùm lum, hồi cũng có người kinh vậy. Lô tô là khác, nhưng mà trời. Mà sao? Gì? Tôi buồn chú á. Buồn gì? Trời đất ơi, được rồi, bây giờ tao hỏi mày nghe. Dạ. Cái chuyện lô tô đó là khác. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó, mày muốn tao dạy mày 5 câu không? Dạ. Muốn phải không? Dạ muốn. Khi vô gặp vợ tương lai của mày, mày nói cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Bây giờ tao dạy mày câu thứ nhất, nhớ học cho thuộc khi dạ. gặp vợ tương lai mày. Dạ. Trước khi bước vào nhà gặp vợ tương lai, cúi đầu chào, mày nói: "Chào em anh mới qua." Nói lại coi. Chào em anh mới qua, nói lại coi. Ê, ê. Trời ơi. Cái nói lại coi mày tới đó mày ngắt đi, mày nói lại coi, mày nói với tao thôi. Ngắt hả? À. Tại nãy chúng nói rành rẽ sao tôi biết tôi ngắt. Ờ tới nói đi. Giờ tôi ngắt nha. Chào em anh mới qua, ngắt. Trời ơi, ngắt là ngắt nội tâm, ngắt ở trong bụng, tới nói chào em anh mới qua thôi, đến đó ngưng đi. Ủa, nội tâm hả? À. Vậy giờ chào lại nha. À. Chào em anh mới qua. như là mèo khè mà ngắt cái gì. Tới đó chào em anh mới qua là đứt câu để chỗ đó thôi. Yeah. Một câu hay không? Dạ. Yeah. Câu thứ nhì, nhớ nghe không? Dạ. Yeah. Khi nào nó hỏi mày vậy, hôm nay anh qua đây có chuyện gì? Mày trả lời: "Hôm nay qua đây bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình." Nói coi. "Hôm nay anh qua đây bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình." Ờ, hay, hai câu phải không? Yeah. Bây giờ câu thứ ba, thế nào nó cũng hỏi cái chuyện làm ăn. Yeah. Nó hỏi mày vậy chứ bầy heo của anh lúc này có khá không? Mày trả lời: "Không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp." Nói coi. "Không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp." Ừ, hay, ba câu, đó phải không? Bây giờ câu thứ tư, thế nào cũng hỏi mày vậy chứ anh có săn sóc nó không? Mày trả lời: "Có chứ không ai bằng." Nói coi. "Có chứ không ai bằng." Là bốn câu, thuộc không? Thuộc không? Thuộc, thuộc. Thuộc là câu thứ năm quan trọng nè. Khi nào nó hỏi anh qua đây rồi chừng nào anh về, mày trả lời: "Về sao được, ở đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc." Nói coi. "Về sao được, anh ở đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc." Đó, hay. Nhớ năm câu phải không? Dạ. Rồi. Dạ, giờ em về hả chú? Chưa, về sao được. Trước khi từ giả người yêu của mình lại nắm tay siết cho thật chặt, đè đầu hung nữa chứ. Hung nữa hả? Hung vợ tương lai mình đó. Ừ, hung là dễ mà. Biết không? Con biết dễ lắm. Sao? Hung là mình lấy cái miệng nó đánh cho gò má nó đó. Ừ, đó hung thường, còn hung cao cấp nữa kìa. Ủa, còn hung cao cấp nữa hả chú? Chứ sao? Hung cao cấp là lấy cái môi với cái môi cả nhau vậy nè, cả. Ừ, cả vậy là cắn miệng rồi. Ừ, cái này tôi ghét lắm chú ơi. Sao ghét? Tôi đi coi hát bóng á, mấy lần thấy hai đứa đang ngồi nói chuyện, cái hát đè đầu với nhau nó cắn à. Bậy. Thấy ghê dễ sợ nè. Phải cắn, đó là người ta hung cao cấp đó. Vậy hả, hung cao cấp tình mà. Tứ thương yêu nhau mới làm vậy đó. Thôi bây giờ mày vô nghe. Dạ. Mày mà mặc đồ lại đàng hoàng, chải đầu để tao xin phép chị hai nhà đi không? Vậy được. Xong không? Rồi. À, rồi được rồi. Mày vô đây nè. Đứng đây. Đây, đây. Đây, đây. Đây. Bây giờ vô hả? Vô đi, vô chờ chừng nào tao xin phép rồi ra. Vô rồi chút xíu chú nhớ, chú kêu mọi người. Tao xin phép được rồi tao mới mời mày ra. Rồi đi đi ơi. Trời đất ơi, rễ mà chàng hãng vậy ai gả con không? Không biết có chị hai nhà không? Chị hai ơi. Trời ơi, có chị nhà mừng quá. Chị hai. Mời chị ra đây chị hai. Trời ơi. Dạ. Ồ, chào anh xui mới mà. Trời ơi. Chào chị xui. Dạ. Đây đây đây. Trời ơi sao sao chị nay chị đẹp quá chị xui. Ý anh bữa nay cũng đẹp hết rồi. Trời đất ơi. Dạ. Nè, anh bữa nay qua đây có chuyện gì không? Dạ cũng có chuyện với chị xui. Sao? À, hôm nay tôi vụ qua đây là vụ Út Khờ đó. À, vụ thằng Út Khờ nó qua hỏi con Út Mén nhà tôi đó ha. Dạ, hôm đó nó nói chuyện với chị trước rồi đó. Rủi ghê vậy đó. Ủa, nó sao rủi? Nó đi chợ chưa về. À, vậy nó không có Út Mén nhà, có mình chị à? Ừ, mà không, một lát nữa nó về. Một lát nữa mới về? Ừ, anh có dẫn Út Khờ qua không? Có, nhưng mà chưa xin phép được chị rồi, nó không dám dẫn nó vô. Sợ chị không cho phép. Không sao, anh kêu nó vô gặp tôi đi. À, vậy ha, chị cho phép phải không? Dạ, đi anh. Cái gì vậy? Anh sao ạ? Anh không đẹp quá ha. Anh sao vậy? Sao hồi nãy gặp, chưa gặp chị mình mấy tôi bình thường, giờ gặp chị sao mình mấy giờ ngứa. Rồi, vậy là anh bị kẻ ngứa. Tầm bậy không có đâu. Tại chị đó. Sao anh ăn bận chị vậy? Gì?
Đẹp quá hả? Chị Hai ơi. Dạ. Trước khi mà kêu Út Khờ ra đây, tôi muốn hỏi thăm chuyện chị Hai. Thì cứ hỏi đi, anh cứ hỏi đi mà sao? À, tôi qua đây 2-3 lần rồi nói cái chuyện vụ Út Mén đó mà sao không gặp anh Hai, có mình chị anh Hai đâu rồi? Dạ. Thấy không? Tôi chịu vậy đó. Vợ mà thương chồng hỏi tới tôi cười vậy, tôi phải cười. Gì cười? Cái gì vậy? Mà khóc cho cười cái gì? Ủa chị khóc hả? Trời ơi. Vậy tôi tưởng chị cười chứ. Đẹp đến mức độ mà khóc mà tôi tưởng cười. Mà sao chị khóc vậy, ảnh đâu rồi? Đi mất rồi. Mất hả? Mất sao? Rồi. Mất xong đi kiếm. Không. Tôi nói ổng đi xa rồi. À chắc giận chị đi xa vài bữa về thăm chị chứ có gì đâu. Không. Chứ gì? Tôi nói là ảnh theo ông, theo bà rồi. À, chắc ông bà ở dưới tỉnh rồi, chắc dẫn chị về tỉnh rồi. Trời gì đó. Ơi trời. Cái gì? Tôi nói với anh ổng có phải. Chứ sao? Tôi nói là gì? Anh chết rồi. Hả? Hả? Gì vậy? Chồng chị chết. Ôi sao vậy? Anh tôi, sao vậy? Tôi khỏe chứ sao? Sao kỳ vậy? Chồng tôi chết anh khỏe là sao? Vợ tôi mới trúng thực chết rồi. Ôi vợ anh chết. Vợ anh chết thì kệ anh, chứ nói với tôi kệ chị. Sao được, vợ tôi chết rồi chồng chị chết ấy ấy. Ấy cái gì? Ấy, đứa mình hợp tác làm ăn. Làm ăn cái gì? Thì buôn bán làm ăn rồi hỏi biết rồi hỏi. Ấy là sao được rồi, cái vụ tôi chị để 1 giờ khuya tôi qua. Chị vậy, 1 giờ khuya qua làm chi vậy? Nhớ qua đuổi mấy nít nhỏ đi chỗ khác nghe không? Chi vậy? Vụ đó đó. Vậy đó. Để tôi kêu Út Khờ vô nghe. Ừ, tôi kêu đi. Nhớ nghe. Thôi. Khờ ơi, Khờ, xong rồi Khờ. Dạ. Đâu? Không được. Chào cháu. Chào em, anh mới qua. Trời ơi, sao đây? Cháu qua đây có chuyện gì? Anh qua đây để bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình. Trời ơi, trời ơi, vẫn, trời ơi, tôi dẫn thằng điên qua rồi. Ở trên trời xuống rồi. Nè, ba má cháu bên nhà có khá không? Không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp. Trời ơi, trả lời gì vậy trời? Tao hỏi mày có điên không? Có chứ không ai bằng. Nè, mày đi về đi. Về sao được? Anh ở lại đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc. Trời ơi, trời. Trời. Anh ơi. Anh đem đi về đi. Còn một câu nữa, ông kêu mình là đè cắn môi nữa. Hai đứa nó chết rồi. Thôi mình đi về. Trời ơi sao anh đẻ tôi? Trời ơi, hôm nào hỏi bà con tôi nằm dưới chị mà tôi đè chị hôm nào? Nghe bà con cũng thấy. Thôi trời ơi, sao mày nói bậy vậy? Đây là má mày. Chào má mày đi. Chào má mày đi. Chào má mày không à. Nói. Chào má. Thôi tôi mệt quá rồi. Thôi mệt quá rồi, anh đem nó về đi, tôi lại anh, tôi thôi lại được anh. Rồi chị Hai, tôi xin lỗi chị Hai bởi vì nó khờ quá. Nhưng thằng này nó siêng năng, nó giỏi giang lắm. Cưới con chị về, con chị có phước lắm, nhờ nó lắm. Thôi. Đó là phần nó, còn phần tôi chị. Sao nữa? Trời mệt quá rồi anh ơi. Ví dụ 1 giờ khuya. 1 giờ khuya chi nữa? Tôi muốn điên rồi anh Mười ơi. Tới quỳ nhà thờ. Nhà thờ chi? Làm phép giao. Giao ai? Tôi giao. Trời. Được rồi, chị nó để sao vô chào bà con cô bác mày. Chào em, anh mới qua. Chào. Gì biết trời ơi, chết rồi, khổ anh quá. Anh Mười ơi, anh làm ơn anh nói giùm anh Mười. Dạ kính thưa quý vị, vợ kịch đã chấm dứt, xin kính chào quý vị. Tôi bye.